cao chính của buổi họp mặt ngày hôm nay. Kính thưa bà con, trong không khí ấm áp và tràn ngập nghĩa tình, ban tổ chức chúng tôi rất hân hoan khi nhận được sự quan tâm có mặt của các cấp lãnh đạo và các vị khách quý. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và xin trân trọng giới thiệu về phía quỹ học bổng Vừa A Dín. Xin được giới thiệu bà Trương Mỹ Hoa, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch quỹ học bổng Vừa A Dín, chủ tịch câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Về phía đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phước Long A, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Thu Loan, chủ tịch phường. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tấn Sĩ, đại diện công an khu vực. Về phía nhà tài trợ và ban giám hiệu nhà trường, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tưởng Nguyên Sự, phó hiệu trưởng nhà trường. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tố Huyên, phó hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra còn có các thành phần trong ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là sự có mặt của 10 dân quân thường trực, 3 tiểu đội trưởng dân quân cơ động, 6 đội trưởng của 6 khu phố và 31 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn của phường Phước Long A. Một lần nữa xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự kiện của tất cả mọi người. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời và cùng bước lên sân khấu, đó chính là phần phát biểu từ phía lãnh đạo nhà trường.